Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 5 loại cây nên để trong nhà. Thưa quý vị và các bạn, một thí nghiệm nổi tiếng của NASA được thực hiện vào năm 1989 cho thấy các cây cảnh trong nhà có thể làm sạch không khí là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây ung thư như formaldehyde và benzene. Các nghiên cứu sau đó cũng đã phát hiện ra rằng các vi sinh vật đất trong cây chậu cũng đóng vai trò trong việc làm sạch không khí trong nhà. Sau đây là những thông tin về những loại chất độc có trong nhà bạn và 5 loại cây giúp bạn loại bỏ chúng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Những chất gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe trong nhà bạn. Bất kỳ ngôi nhà nào cũng chứa một số chất hóa học ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Những chất độc này có thể có mặt trong sơn tường, đồ nhựa, thảm, dung dịch tẩy rửa và rất nhiều các nguyên liệu xây dựng khác một số hóa chất ô nhiễm trong nhà bao gồm formaldehyde tìm thấy trong đồ nội thất như giường, sofa, đệm, thảm, keo dính, sơn. Nó có thể gây dị ứng kích thức niêm mạc, hen suyễn và các bệnh da liễu khác. Benzen có mặt trong đồ nhựa sợi tổng hợp chất đánh bóng cao su thuốc trừ sâu, các sản phẩm làm sạch. Chất này tích lũy trong các mô mỡ, có thể gây bệnh bạch cầu, kích thích thần kinh khó thở, co giật. Ammoniac được tìm thấy ở chất tẩy rửa, nước cọ sàn, phân bón, các linh kiện máy tính. Tiếp xúc với chất này trong thời gian ngắn có thể khiến mắt dị ứng, ho và đau họng. Tuy nhiên, những chất gây hại cho sức khỏe này lại có thể được loại bỏ bằng một số loại cây cảnh. Những loại cây nên đặt trong nhà. Dưới đây là 5 loại cây vừa dễ trồng lại phổ biến ở Việt Nam bạn nên đặt ở trong nhà. Cây trầu bà. Loại cây này được gọi là hoàng tâm điệp một loại cây leo rất dễ trồng. Đây được coi là một trong những loại cây có tác dụng lọc không khí hiệu quả bậc nhất trong thế giới thực vật. Chăm sóc, nhu cầu nước cao nên có thể làm cây thủy sinh, bạn có thể cắt tỉa nếu cây mọc quá xôn xuê. Cây độc, nên đặt cây tránh xa tầm với của chó và mèo. Loại bò phocmandehyde, silen, benzen, carbon monoxide. cây lan ý, NASA và tổ chức các nhà thầu liên quan đến cảnh quan tại Mỹ đã khám phá ra rằng loài lan ý có khả năng hấp thụ benzen, formaldehyde, chloroethylene và một số chất khác để tối ưu hóa khả năng làm sạch không khí nên bảo vệ cây khỏi bụi bám. chăm sóc loài lan ý có thể phát triển trong môi trường có ít ánh sáng nhưng đòi hỏi phải tưới nước thường xuyên. Thiếu ánh sáng sẽ khiến hoa chậm phát triển. gây độc loại cây này gây độc hại với chó, mèo và trẻ em tốt nhất nên để chậu cây này cách xa tầm tay với tất cả mọi người vì nó có thể gây bỏng, sưng hay kích ứng da. Tác dụng loại bỏ các chất formaldehyde, benzene, chlorantilen, silen, ammoniac. Họ huyết dụ Họ huyết dụ bao gồm rất nhiều loài cây có hình dáng kích thước và màu sắc khác nhau. Cây ưa sáng, hoặc chịu bóng bán phần thích hợp làm cây trang trí nội thất, nhu cầu nước trung bình. Chăm sóc, giữ cho đất ẩm nhưng không sũng nước vì nhiều nước cây sẽ bị chết, gây độc, mèo hoặc chó có thể bị nôn mửa, tiết nước bọt nhiều hơn hoặc dẫn đồng tử nếu ăn lá thuộc họ huyết dụ. Loại bò Phocmandehid, Silen, Tulen, Benzen, Chilorentilen. Hoa cúc Hoa cúc đứng vị trí đầu bảng trong danh sách những loài cây thanh lọc không khí tốt nhất. Loài hoa này nở theo mùa và duy trì được khoảng 6 tuần nếu được chăm sóc tốt. Khi hoa tàn, bạn có thể sử dụng để ủ phân bón và trồng chậu khác. Chăm sóc cần giữ cho đất luôn ẩm hàng ngày, gây độc cho cả chó và mèo. Loại bò Phomadehid Silen Benzen Ammoniac. Cây thường xuân, đây là loại cây leo thường xanh phát triển mạnh trong không gian nhỏ và những căn phòng có ít ánh nắng. Bạn có thể trồng cây trong những chậu nhỏ và treo ở cửa sổ. Loại cây này cũng được khuyên trồng để loại bỏ những tác nhân gây dị ứng như nấm mốc và phân động vật. Chăm sóc cần tưới nhiều nước trong quá trình phát triển của cây và giữ cho đất ẩm nhưng không bị úng nước trong những tháng mùa đông. Cây độc, nếu ăn phải lá thường xuân, con người chó mèo đều gặp một số vấn đề về tiêu hóa. Nhựa cây có thể gây viêm da tiếp xúc nghiêm trọng ở người, đặc biệt là những người có làn da nhạy cảm. Quý vị và các bạn thân mến, năm loại tinh dầu giúp đuổi muỗi hiệu quả sẽ là nội dung chính mà chúng tôi muốn truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.